Xin chào quý anh chị, hôm nay bên Bet89 giới thiệu đến các quý anh chị cái dòng máy ép của Hudo. Đây là mã H300, H300E nhé. Con này thì nó là màu đỏ khá là đẹp, chị em rất thích là cái màu này nhé. Thì cái dòng này thì bây giờ nó đã cải tiến so với dòng Hudo Diva là công suất của nó là 200, và cải tiến so với Hudo 201 là cái bông nước này, nó không còn làm cái lưới nữa mà nó làm liền cái lưới vào trong cái bầu nước, nên là rất là dễ tháo lắp nhé, và dễ vệ sinh luôn. Trước là H200 và 201 ấy, nó sẽ có hai cái lưới kết hợp ở đây, nhưng bây giờ là nó chỉ có một cái trục ép titan này và cho vào đây luôn thôi, rất là dễ lắp nhé. Đây em hướng dẫn lắp luôn. Ở đây nó có một cái ấy nhá, rút ra vệ sinh nhá, thì đậy đúng khớp vào đây được, cho vào. Ở đây nó có cái mũi tên này, đây là khóa này, mọi người phải đặt đúng khớp nhá. Đây này, đây là mở khóa này, đây là khóa này. Đấy, nó sẽ kêu tít cái, nếu mà không thì nó không. Mà mọi người lưu ý em này, cái đầu ra bá là phải lắp lên đây nhá, không là nó không ra bá, cẩn thận mất cái lưỡi gà bên trong nhá. Cái dòng này thì nó cải tiến so với H100 ấy, Hudo Diva là cái miệng nó rất là to này. Bỏ một phát là rất là nhiều thức ăn, đồ ăn này, xong là mình có thể rất là nhiều hoa quả, xong là mình có thể để đấy mà làm việc khác, nó không phải đứng ép từ từ như của thằng H100. Nhưng cái dòng này thì em cũng lưu ý, thực ra mình nên, nó gọi là cho cả quả vào, nhưng mà mình nên cắt thành khúc nhỏ nhỏ như này, hoặc là rau thì mình phải cắt ngắn đi nhá, không nó bị kẹt máy. Mình cắt nhỏ như này thì cái trục tự cắt của nó sẽ nhẹ nhàng hơn này. Đây, máy này thì chạy cực êm luôn. Cái dòng này thì vòng quay của nó là 70 vòng, công suất là 200. Cái dòng này thì bên em đang bảo hành 12 tháng nhé. Bảo hành tận nhà đối với khách hàng khu vực Hà Nội và vận chuyển toàn quốc, COD, nhận hàng thanh toán tiền tại nhà đối với khách hàng tỉnh nhé. Không đúng hàng không phải thanh toán. Đây, nước này. Bá đang ra đây, cực êm luôn. Tất nhiên là độ êm hoặc độ rung của nó tùy phụ vào hoa quả. Hoa quả càng cứng thì nó sẽ kêu càng to, còn hoa quả mềm thì nó kêu nhỏ hơn. Và rau thì càng sơ thì máy nó sẽ rung mạnh hơn, vì cơ bản là sơ thì bao giờ nó sẽ khó ra hơn. Máy nó phải tăng công suất lên để ép. Táo này thì rất là mềm. Nói chung là có một cái máy ép ở trong gia đình thì rất là tuyệt vời, vì nó giúp cho mình có nhiều cái vitamin, dễ uống. Cái dòng này thì nó tách nước chậm hơn các dòng máy ép nhanh nhé. Tất nhiên là con nào cũng tách nước để lâu hay nhanh hay chậm thôi, chứ không có con máy ép nào mà không tách nước đâu ạ. Máy rất êm nhá. Cái dòng này thì nó sản xuất trực tiếp tại Hàn Quốc và nhập khẩu về mọi người nhá. Hudo thì gần như là tất cả các chi tiết nó cực kỳ dày dặn, nó là đẳng cấp nhất trong tất cả các máy ép hiện tại như em đã từng bán. Còn có thêm máy, có những dòng máy cao cấp hơn thì thực ra thì em chưa được trải nghiệm, nhưng mà hiện tại thì Hudo là đẳng cấp nhất. Đấy, rất là êm và rất là nhẹ nhàng. Cái con này thì tháo lắp vệ sinh dễ nhất trong tất cả các dòng máy.
thì cơ bản cái nguyên lý hoạt động nó khác hoàn toàn so với các dòng máy như Bosch, Casio hay là Kuvink. Nó là nguyên lý nó thiết kế riêng chứ không như các hãng khác là sẽ ép cái trục vào cái lưới để ra nước. Cái lưới là lưới sắt thì cái đấy là vệ sinh rất là khó, và nó có cái nhược điểm nếu mà cái đồ cứng quá nó sẽ bị rách lưới. Còn đây thì toàn bộ của nó bằng nhựa hết, mà nhựa của nó thì cực kỳ dày, nên là chỉ mình cần xả qua cái nó đã sạch rồi, chứ không cần phải đánh lâu như của các hãng khác. Đấy mọi người thấy đấy, thường những cái máy này thì nên chạy tầm 20-30 phút rồi dừng cho nó nghỉ xong là mới lại chạy tiếp nhé. Thực ra 20-30 phút thì nó rất là đây, bã này, rất là khô luôn. Đó. Mà cực kỳ kiệt luôn nhé. Trong này cũng không còn cái gì luôn nhé. Rất là ê. Em xin cảm ơn.